176 à. Cô hút tờ 200 giùm con đi. Em ơi, có mỗi chép con người thả luôn em. Ủa coi chừng chết nha. Đây bỏ 5 chết rồi. Đây, nó cắt lỗ, không có lỗ nó chết nha. Đem kế bên đây, ngang đây nè. Đem kế đem đậu giùm bút. Đem đậu nó út. Cô để vô giùm con đi cô. Có hợp không á nha. Ủa thường sinh mà cái bao ở đâu ạ? Đây. Thằng ô bán đâu hả? Để cá thú vừa bán ăn đi, cần gì? Làm rồi thôi. Cắt ngại nhiều. Con bự quá nó con ra nó đi nhé. Con xanh mà đi được đi. Cái này mấy ký rồi cô? 4 ký 4 Cô, hồi nãy bao cái bao này mấy ký rồi cô? Bao đó là 5 ký 8 thì bao còn 5 ký cứ. À dạ. 4 ký 6 mà con vừa. Coi như là gần 10 ký. Con ơi, con ơi, 10 ngàn chứ đâu nhất. Chắc là cô bán cái đó là 50 không đó. Ở để trồng á. Ở trồng không? Cái này hả? Ít nuôi. Ít nuôi hả? Nuôi nhưng mà nó khỏe mà phải không cô? Luôn mà nó nhỏ. Nhưng mà nó khỏe mà phải không cô? Ừ. Nó nuôi 10 ngàn. Ít của cô là ít nái, còn không thành là tốt. Ít nái là sao? Hả? Ít nái là sao? Ít nái cũng như ít gì mẹ. À. Đưa bao đây. Còn không thành đó là tốt. Cái nãy là cô nói của con còn nhiêu tiền? 100... Nãy con đưa nhiêu thùng đây chứ chưa coi nữa. Cô lấy con luôn 300 ngàn rồi. Bao nè con, trả lại con nè. Rồi. 300. Nè con lấy đi về con. Có 100. 170 mấy. 576. Mà lên đây 4 ngàn. Đưa rồi bỏ vô đây tưởng nó đưa đủ chứ không có câu. 20 ngàn đó. Cái lộn gì dữ. Rồi. Rồi cảm ơn cô. Có dây cột chưa con? Mẹ ơi! Cái miền nhiều quá rồi, cái miền nhiều quá rồi. Nó không thả cá lóc không hả? Nó kiếm cá rô. Tôi đi sớm vậy đó hả? Trời sáng không biết. Con cột kính vậy nó có chết không? Hay chị cầm sao cho? Nó nước lo rồi. 19 năm rồi. Wow, 69 năm. 9 năm đã nói chuyện rồi. Gì năm phải không? Hay gì năm điên mình ở đây hả?
ra cho nó lợi không? Em sao xuống được mắt cây này sao xuống? Chỗ đó có cái chớn đó. Không. Bước xuống đó được không? Được không? Được không Nhật? Có thềm không? Có bậc thang phải không? Ok. Không có tay cầm. Cưng tháo miệng mọc lên đi. Khoan hơi đổ. Trời, đừng có bẻ của người ta. Kệ nó. Cưng đừng có đứng chịu lên đó. Ở nó ruột cái ông gớp dưới kia. Không kéo ông lên được à. Được rồi Nhật ơi, đổ nó xuống đó lạnh nó nhảy được rồi. Coi ông Sĩ Lâm. Nam mô Tam Mạnh Đa Một Đà Nẵng Ấn Độ Rô Rô Địa Vĩ Ta Bà Ha. Nam mô Tam Mạnh Đa Một Đà Nẵng Ấn Độ Rô Địa Vĩ Ta Bà Ha. Nam mô Tam Mạnh Đa Một Đà Nẵng Ấn Độ Rô Rô Địa Vĩ Ta Bà Ha. Nam mô Tam Mạnh Đa Mạnh Đà Nẵng Ấn Độ Rô Địa Vĩ Ta Bà Ha. Nam mô Tam Mạnh Đa Một Đà Nẵng Ấn Độ Rô Độ Địa Vĩ Ta Bà Ha. Đợi chị đọc hết thì em hãy đổ xuống. Chúng sanh vốn tạo chư ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si từ thân khẩu ý phát sinh ra, tất cả chúng sanh đều sám hối. Chúng sanh vốn tạo chư ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si từ thân khẩu ý phát sinh ra, tất cả chúng sanh đều sám hối. Chúng sanh vốn tạo chư ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si từ thân khẩu ý phát sinh ra, tất cả chúng sanh đều sám hối. Nam mô Di Đà Phật 10 lần nào. Nam mô Di Đà Phật, 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 Nam mô Di Đà Phật. Chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng, chúng sanh quy y Phật. Đợi chút cưng. Chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng, chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng. Quy y Phật không đọ địa ngục, quy y Pháp không đọ ngạ quỷ, quy y Tăng không đọ súc sanh. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Quy Phật rồi thì không quy y thiên thần quỷ vật, quy Pháp rồi thì không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y Tăng rồi thì không quy y tôn hữu ác đảng. Con xin hành tâm khấn nguyện cho chúng sanh. Này là ếch hay là cóc Nhật? Ếch. Con xin hành tâm khấn nguyện cho các chúng sanh này là những chú ếch nghe tiếng niệm Phật A Di Đà được hưởng hồng ân, mau mau được chuyển kiếp thành người, gặp được chánh pháp giác ngộ, phát tâm phát Bồ Đề tâm. Hôm nay là 22 phải không ta? Hôm nay là 20. Hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm Canh Tý âm lịch đó. Con tên là Nguyễn Thị Diễm Trang nè. Em trai con là Nguyễn Minh Nhật nè. Nguyễn Minh Nhật tuổi Sửu, hôm nay 28 tuổi. Ủa 24 tuổi. Ở ấp Mỹ Tây Ba hả? Xã gì ta? Xã ấp xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Con xin hồi hướng công đức phóng sanh này của Huyền Thất Tổ nhiều đời nhiều kiếp siêu sanh tịnh độ, giải oan oan gia trái chủ từ vô lượng kiếp đến thời hiện tại, hỷ xả cho con, cho chúng con, cho chúng con được giải oan kiếp. Xin quý vị hoan hỷ mau chóng mà theo Phật tu hành. Rồi con cầu siêu cho hương linh là ba Nguyễn Văn Tự, là theo Phật A Di Đà quảng sanh cực lạc quốc. Nam mô Di Đà Phật. Rồi cầu an cho gia đình gia quyến nè, trên dưới được sức khỏe, trên thượng dưới hòa.
điều lệnh y tế chỉ đi qua quốc thế dân an tiếp tục niệm A Di Đà Phật và thả này cốc hay nha, ếch nãy tôi nói qua nè, ếch rồi rồi em thả ếch xuống đi. Rồi bây giờ thả cho những chú ếch này về dưới sông dưới suối nha, đặng tìm được bạn. Ôi trời ơi, thương con trời, tu hành rồi kiếp sau được làm người. Ôi nó không bò nhật, ít chút nó bò nước đồng đồng chút bò, ít nuôi mới ra nó còn dạng. Ừ mấy con nhắc nhắc. Ôi thấy thương trời, thường thả xuống là ổng ổng bơi liền, còn mà kêu bơi kìa. Thấy thương không, nó phình phình ta đi. Thôi không sao đâu, nó ngữ lặng à. Ừ mô gì là Phật, mô gì là Phật, chú ếch này à, bò về sông về suối tu hành nha. Ôi trời ơi, con nó ổng ơi, thấy thương không? Sao tự nhiên ổng không nổi lên chết rồi trời. Thả bình nó chết bình. Không không. Thấy thương không, trời ơi lỗi kìa, thấy không, nó quên đi gom ra còn nữa không. Ủa sao mấy ông này không lỗi chút lỗi động động nhớ động chút lỗi. Ở đi con, về dưới sông dưới suối tu hành, tiếp sau được hành ngừ, được hành ngừ tiếp tục tu hành nhiều đời nhiều kiếp được làm người đó. Làm con vật thì nó ngắn lắm, người ta bắt người ta ăn là phải ngắn lắm, làm người được vài chục năm trăm năm đó. Mấy ông này là ít nái đó hả? Nái là ít, là ít là để đẻ nhân giống ra đó, mà nó đẻ hết nổi vậy đó, nó bắt bán. Ê, còn con cóc nó giống gì không ta? Cóc nó sừ sừ, ai đâu bán cóc. Ủa sao kỳ không? Cóc đâu có ai bắt, ai đâu bán. Mưa đổ lên bắt. Rồi lội đi, ông thả ở đây cũng im rồi Nhật ơi, thả ra ngoài đồng nó ấy. Nó không có nước, ngoài đồng đâu có nước đâu. Nhấp nhấp, mà thả ngoài đồng nó không có đi xa được. Đây theo đường nước đi tán loạn được. Thấy thương quá. Thả mà động nằm cụm ngay đó rồi đem xịt rồi xong. Trời ơi, ổng muốn nghe tôi nói chuyện, mấy ông này muốn nghe tôi nói chuyện nè, không muốn bò nè, mấy ông kêu bò nè. Thấy không? Thấy thương không? Như chó con Nhật vậy đó, nó mến Nhật vậy đó. Đó, rồi lội đi, lội đi mấy ông ơi. Không thôi mấy ông ở đây mát một hồi nữa. Sống đánh đây địch phát hiện là xong cả bầy đó. Ừ đúng rồi, phải phân tán lực lượng ra. Rồi lên Nhật đây. Rồi cái chùa hả, chùa cưng động mà nó cũng không đi nữa thấy không. Nước mát mát chút xong đánh vô là đi. Chỗ này mát với lại nó có cái bờ đó nó bám vô. Ừ,